Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiếm Tiền Online Top 1. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiệm vụ The Evidence Content and Answer Kiếm Tiền trên Toluca. Nhiều bạn bình luận hỏi mình là sao mà dịch được sang tiếng Việt trên Toluca. Thì mình đã nói rất kỹ là phần giao diện trên Toluca, các bạn có thể nhấn chuột phải và chọn dòng dịch sang tiếng Việt. Như các bạn thấy ở đây là tùy vào điểm kỹ năng mà mỗi bài nhiệm vụ sẽ có số tiền thưởng khác nhau. Ví dụ cao nhất là $0.03 cho mỗi bài nhiệm vụ, nhưng bạn phải có kỹ năng từ 96 đến 100 điểm. Trước khi làm bài đào tạo, chúng ta hãy cùng nhau đọc sơ qua phần hướng dẫn. Nhấn vào chữ hướng dẫn để đọc hướng dẫn của nhiệm vụ này. Ở đây có phần chú ý là để bắt đầu các nhiệm vụ chính là các nhiệm vụ thực hiện xong sẽ được trả tiền. Thì trước tiên bạn phải vượt qua khóa đào tạo và kỳ thi thành công. Có nghĩa là bạn cần phải vượt qua bài đào tạo. Sau đó, vượt qua bài thi với số điểm là từ 81 điểm trở lên thì mới đến được với phần nhiệm vụ chính nhận tiền. Bạn cần đọc kỹ hướng dẫn nhiệm vụ này để làm tốt nhiệm vụ. Ở đây, có để tóm tắt các bước làm nhiệm vụ là bước 1, đọc kỹ nội dung đoạn trích, bước 2, đọc câu hỏi, bước 3 là đọc câu trả lời và bước 4 là chọn đáp án Yes hoặc No. Chọn Yes khi mà đoạn trích có chứa câu trả lời cho câu hỏi. Ngược lại, không có thì bạn chọn đáp án là No. Trong phần hướng dẫn này có các ví dụ cụ thể cho các bạn tham khảo và hiểu được nhiệm vụ. Ví dụ số 1 là một ví dụ cho đáp án Yes. Câu hỏi là một chất thay thế cho metan là gì? Câu trả lời là butan. Đoạn trích: butan với metan, sự khác biệt và so sánh. Và phần giải thích ở đây là cho các bạn hiểu tại sao lại chọn đáp án Yes. Có nghĩa là Toluca sẽ cung cấp cho bạn đoạn trích, câu hỏi và câu trả lời. Nhiệm vụ của bạn là đọc hết các thông tin đó và chọn đáp án Yes hoặc No. Ví dụ này, Toluca đã giải thích tại sao lại chọn đáp án Yes cụ thể trong phần giải thích. Câu trả lời có đúng với đoạn trích không? Tất nhiên là có. Và đoạn sau là phần giải thích rõ tại sao là có và chọn đáp án là Yes. Phần hướng dẫn này bạn có thể dịch sang tiếng Việt và đọc chi tiết. Ở đây có rất nhiều nhiệm vụ, có những ví dụ về đáp án No. Các bạn cần đọc kỹ để làm tốt nhiệm vụ này và kiếm được tiền. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bài đào tạo của nhiệm vụ này cho các bạn tham khảo thử một cấu trúc của nhiệm vụ này ra sao. Tắt bản hướng dẫn này xuống bằng cách nhấn vào chữ đóng hoặc nhấn vào dấu X ở góc phải cũng được. Nhấn vào chữ Training để làm bài đào tạo. Tắt phần hướng dẫn xuống. Bạn hãy đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi làm để tránh mất thời gian nha. Nhiệm vụ này gồm 4 phần như phần hướng dẫn đã đề cập. Phần đầu là đoạn trích, phần thứ hai là câu hỏi, phần thứ ba là câu trả lời, phần thứ tư là đáp án mà bạn phải lựa chọn Yes hoặc No. Trong thời gian 10 phút, và dĩ nhiên vì đây là bài đào tạo nên không có tiền thưởng, nhưng bạn cần vượt qua để đến với bài thi và đến được với bài nhiệm vụ chính để nhận tiền thưởng. Ở những video trước mình cũng đã đề cập là khi vào bài nhiệm vụ, bài thi hay là nhiệm vụ chính thức thì bạn sẽ không thể dùng Google Dịch được trực tiếp trên trang. Vì thế, mình sẽ sử dụng một ứng dụng dịch thứ ba, đó là QTranslate. Nếu bạn nào chưa tải QTranslate thì hãy xem lại video mình hướng dẫn cài đặt và sử dụng QTranslate bằng đường link mình có để trong phần mô tả của video này. Hoặc bạn có thể sao chép những từ cần dịch và mang sang Google Dịch. Đầu tiên là chọn hết những từ cần dịch và nhấn tổ hợp phím Ctrl V để dịch sang tiếng Việt. Một lưu ý là các bạn nên đọc phần câu hỏi và câu trả lời trước, rồi cuối cùng là đọc đoạn trích. Ví dụ câu hỏi ở đây là một ví dụ về kính hiển vi huỳnh quang là gì? Và câu trả lời là nhựa đường. Sau khi đọc xong câu hỏi và câu trả lời thì bạn quay lên đọc đoạn trích và xác định ngay phần nào có chứa thông tin về kính hiển vi bình quang. Đoạn trích này không chứa bất kỳ ví dụ nào về kính hiển vi huỳnh quang. Đoạn trích này chỉ đề cập là dùng kính hiển vi bình quang để quan sát được khả năng tương thích giữa SPS, ghi, M và nhựa đường, chứ không hề đề cập đến bất kỳ một ví dụ nào về kính hiển vi bình quang mà câu trả lời đưa ra cho câu hỏi ở bên dưới. Nên mình sẽ chọn đáp án No. Chọn đáp án xong, bạn nhấn vào chữ Submit. Tương tự, đầu tiên là dịch các thông tin Toluca cung cấp. Câu hỏi là người La Mã sử dụng gì? Câu trả lời là voi. Đoạn trích cung cấp là hỗn hợp bói xô lành và voi đất là xi măng được người La Mã sử dụng.
Mặc dù đoạn trích dịch là void duck, nhưng do dịch không sát nghĩa, nên ở đây void duck có nghĩa là void. Các bạn có thể nhìn thấy câu trả lời là lam, và trong đoạn trích cũng là lam nên cùng một nghĩa. Vậy câu trả lời là void cho câu hỏi người La Mã sử dụng gì là hoàn toàn có trong đoạn trích, nên mình sẽ chọn đáp án Z. Vậy nhiệm vụ này cơ bản là bạn phải đọc câu hỏi và câu trả lời, và sau đó là đọc đoạn trích xem là câu trả lời cho câu hỏi có đúng với đoạn trích được cung cấp hay không. Nếu đúng thì chọn đáp án Z, nếu sai thì chọn đáp án No. Tương tự, phần này câu hỏi là điều gì ảnh hưởng đến mật độ nước? Câu trả lời là nhiệt độ. Và đoạn trích đã đề cập rõ ràng là bạn có thể nhìn vào biểu đồ trong phần tiếp theo để xem mật độ nước thay đổi thế nào theo nhiệt độ. Chính câu mật độ nước thay đổi thế nào theo nhiệt độ có nghĩa là nhiệt độ có ảnh hưởng đến mật độ nước. Vậy kết luận là câu trả lời cho câu hỏi thì có nằm trong thông tin đoạn trích cung cấp. Chính vì thế, mình sẽ chọn đáp án là Z. Nhiều đoạn trích nằm ngoài lĩnh vực của các bạn, nhằm đoạn trích về sinh học, hóa học, vật lý hay một lĩnh vực nào mà bạn không gành, thì các bạn cũng cố gắng đọc và suy luận để chọn đáp án đúng nha. Tại sao mình lại hướng dẫn các bạn là đọc câu hỏi và câu trả lời trước rồi mới đọc đoạn trích sau? Vì có nhiều đoạn trích cực kỳ dài và khó hiểu. Chính vì thế, bạn đọc câu hỏi và câu trả lời trước và cuối cùng là tìm trên đoạn trích những chỗ mà có đề cập đến từ khóa của câu hỏi á, để xác định xem câu trả lời là đúng hay sai. Ví dụ như đoạn trích này có độ dài tương đối, ở đây mới chỉ là tương đối thôi nha, nhưng còn một số đoạn trích cực kỳ dài ơi là dài luôn. Câu hỏi là mô hình mạng thần kinh nhân tạo được sử dụng để làm gì? Vậy bạn thử tìm trong đoạn trích chỗ nào có chữ mô hình mạng thần kinh nhân tạo. Từ khóa đó xuất hiện ở đây. Ở đây để là mô hình mạng thần kinh nhân tạo được thực hiện để dự đoán sức mạnh nén. Nhưng câu trả lời là lớp xi măng. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là No. Vì câu trả lời hoàn toàn sai với thông tin mà đoạn trích cung cấp. Bài nhiệm vụ chính thì cũng giống y hệt cấu trúc như bài đào tạo này. Bạn cần đọc câu hỏi và câu trả lời trước, sau đó đọc đoạn trích và đưa ra đáp án Z hoặc No. Với một số đoạn trích thì câu trả lời được thể hiện rõ, một số đoạn trích thì bạn cần phải suy luận, nên tùy vào cảm nhận của mỗi người thì sẽ đánh giá là nhiệm vụ này khó hay dễ. Dĩ nhiên là nếu các bạn mới bắt đầu, chưa làm quen, chưa có kinh nghiệm thì chắc chắn là khó, nhưng khi làm lâu, quen rồi thì sẽ cảm thấy dễ hơn thôi. Như phần đoạn trích này cực kỳ là dài luôn, các bạn đọc xong đoạn trích là cũng vừa quên sạch. Mình đã từng bị rất là nhiều luôn nha. Nên đầu tiên là đọc câu hỏi. Một ví dụ về tính chất kỹ thuật số lượng lớn là gì? Câu trả lời là sức mạnh uốn cong. Bây giờ mình lên đoạn trích, tìm từ khóa tính chất kỹ thuật số lượng lớn. Nó nằm ở phần đầu đoạn trích luôn. Các đặc tính kỹ thuật số lượng lớn, phần trong ngoặc là phần liệt kê các ví dụ về đặc tính kỹ thuật số lượng lớn. Bạn cần tìm xem câu trả lời sức mạnh uốn cong có trong này hay không thôi. Các ví dụ bao gồm như là khối nén và cường độ xi lanh. Cường độ uốn cong, đọc đến cường độ uốn cong là thấy có dính dáng đến sức mạnh uốn cong. Cái này là do dịch không sát nghĩa. Để giải quyết, bạn cần xem từ tiếng Anh của câu trả lời có giống với đoạn trích hay không nha. Câu trả lời ở đây là Lexulo exchange là, và phần ví dụ trên đoạn trích cũng là Lexulo exchange, nên sẽ cùng một nghĩa. Do ứng dụng dịch không sát nghĩa thôi, nên sẽ chọn đáp án là Z. Tiếng Anh của mình cực kỳ dở luôn đó các bạn ơi. Mình làm và nhìn thấy giống là ok cùng một nghĩa, nên cứ thế là mình làm thôi. Tiếng Anh thì mình chỉ biết vài câu đơn giản như là Hello, Hi, How old are you? Nhưng mình cũng kiếm được một khoảng từ 1 đến 2 đô la trên một tiếng từ Toluca. Nên các bạn hãy cố gắng lên nha. Kiếm tiền trên Toluca thì hoàn toàn miễn phí và ai cũng có thể tham gia, không cần vốn và có thể làm ngay tại nhà. Nên các bạn hãy chịu khó kiên trì một chút thì sẽ kiếm được tiền thôi. Kênh của tụi mình đã hướng dẫn rất nhiều nhiệm vụ trên Toluca. Các bạn có thể tham khảo để kiếm được tiền tại nhà. Hoặc các bạn có thể gặp nhiều nhiệm vụ khó thì có thể để lại bình luận. Nhóm tụi mình sẽ lên kế hoạch và sẽ hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể truy cập vào kênh Kiếm Tiền Online Top 1. Tìm danh sách phát là Kiếm Tiền Tại Nhà với app Toluca để xem tất cả các video hướng dẫn kiếm tiền trên Toluca. Các ứng dụng dịch trên điện thoại nè, trên máy tính, mình cũng đã hướng dẫn cụ thể cách cài đặt và sử dụng. Nói chung là trong đó có tất cả những gì bạn cần để kiếm được tiền trên Toluca
và hoàn toàn miễn phí, không cần mua khóa học vài trăm ngàn làm gì rồi chẳng học được gì. Như vậy là đã vượt qua bài đào tạo với số điểm là 100 điểm. Với những nhiệm vụ nào mà bạn đã vượt qua mà Toluca thông báo ở đây rằng Now you can accept that for $0.00, có nghĩa là bạn sẽ phải làm bài thi và bài thi thì không có tiền. Nhiều bạn có hỏi mình là tại sao vượt qua bài đào tạo với số điểm cao mà khi làm nhiệm vụ thì không có tiền, là do bài thi này nè mấy bạn ơi. Các bạn cần phải làm bài thi này nữa, sau khi làm bài thi này xong thì sẽ có điểm năng lực. Với nhiệm vụ này thì từ 81 điểm trở lên bạn mới được làm nhiệm vụ chính và nhận được tiền. Nhiều bạn mà ngay cả chính mình đây làm xong bài thi mà dưới 81 điểm năng lực thì cũng đâu làm được bài nhiệm vụ chính. Nhiều bạn trong nhóm mình mà ngay cả chính mình đây làm xong bài thi mà dưới 81 điểm năng lực thì cũng đâu làm được bài nhiệm vụ chính để nhận được tiền đâu. Nếu bạn làm bài thi mà dưới 81 điểm thì qua ngày hôm sau hoặc 2-3 ngày sau thì sẽ được làm lại thôi. Đặc biệt hơn là bài đào tạo thì có thể giống nhau, nhưng bài thi thì khác hoàn toàn và Toluca sẽ không hiển thị đúng hay sai, nên các bạn hãy làm thật cẩn thận để đến được bài nhiệm vụ chính nhận tiền. Nếu bạn muốn làm bài thi liền thì nhấn vào chữ Star, còn muốn để sau thì nhấn vào chữ Back to Task List. Ở đây mình sẽ nhấn vào Back to Task List để quay trở lại trang nhiệm vụ. Nhiệm vụ khi nãy mình vừa làm bài đào tạo hiển thị ở đây. Khi nãy ở đây hiển chữ Training, nhưng bây giờ sau khi mình vượt qua bài đào tạo thì hiển thị chữ Take the Test, có nghĩa là làm bài thi để đánh giá năng lực thực sự của bạn. Khi vượt qua được bài thi thì với số điểm từ 81 điểm trở lên thì bạn sẽ có quyền đến với nhiệm vụ chính với số tiền thưởng tương ứng với điểm kỹ năng của bạn. Bài thi cũng tương tự như bài đào tạo khi nãy, các bạn nhấn vào chữ Take to Test để tiến hành làm bài thi nha. Một bài thi sẽ gồm nhiều phần nhiệm vụ, mỗi phần nhiệm vụ sẽ có 10 phần nhỏ tương tự như bài đào tạo khi nãy mà bạn có tới 40 phút để làm hết 10 phần nhỏ này và dĩ nhiên là không có tiền cho bài thi này. Các bạn vẫn làm theo trình tự mình đã hướng dẫn, đầu tiên là dịch các thông tin mà Toluca cung cấp, tiếp theo là đọc câu hỏi và câu trả lời, cuối cùng là đọc đoạn trích và đưa ra câu trả lời Yes hoặc No. Cứ như vậy, bạn cần phải làm hết các bài thi để có được điểm năng lực và hãy nhớ là từ 81 điểm trở lên mới đến được với bài nhiệm vụ chính để nhận tiền thưởng. Chúc bạn thành công! Nếu có bất kỳ thắc mắc hay câu hỏi gì thì hãy để lại bình luận, nhóm tụi mình sẽ hỗ trợ các bạn sớm nhất có thể. Đừng quên like video ủng hộ tụi mình và đăng ký kênh để nhận được nhiều video hướng dẫn kiếm tiền trên Toluca sắp tới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye!